về ngạ quỷ ăn phân hữu nước tiểu do nghiệp, trong khi phân và nước không biến mất khi ta thải ra. Vậy việc cúng thí thực thì ngạ quỷ nhận được và ăn được là hợp lý không sư, trừ một vài ngạ quỷ do nghiệp đặc biệt mà không ăn được? Nó thẳng ra đó là đâu có ai rảnh đâu mà ở đó mà đo coi là cái lượng phân và lượng nước tiểu có biến mất hay không, quý vị. Phải chi á là trái cây á hoặc là cơm á, là thịt thì mình còn đo được tại vì nó dễ đo, chứ còn mấy cái chất thải đó ai đâu mà đo. Thành ra cái chuyện là nó có biến mất hay không thì mình không biết, tại vì mình không có rảnh mình canh. Nhớ giùm nha, không phải cái hầm nào, không phải cái hầm nào cũng có ngạ quỷ ở đó. Mà không lẽ bây giờ mình canh hầm nào mình cũng canh hết hay sao? Hả? Thành ra cái chuyện đó là mình rất là khó. Hơn nữa đó, những cái loài đó, các cái loài ngạ quỷ được mô tả là cái gì? Cái gọi là cái cổ họng của họ, cái đường thực quản của họ rất là nhỏ, cho nên nếu có thì nó cũng rất là ít, rất là nhỏ. Và xin thưa nhé, thì có thể là nó cũng giống như là cái tốc độ tiêu thụ của con dồi thôi. Con dồi nó cũng ở dưới hầm đó và nó cũng ăn đó, mà có bao giờ quý vị để ý là ở con dồi nó ăn dưới đó rồi cái số lượng ở dưới hầm đó có biến mất hay không, có thay đổi hay không? Quý vị có cân đo đong đếm hay không? Mà nếu như con dồi ở dưới đó nó hưởng thụ cái bữa tiệc ở dưới đó mà mình còn không cân đo đong đếm được thì những hàng ngạ quỷ làm sao mình cân? Ừ? Bên cạnh đó, việc cúng thí thực đâu cái gì, việc cúng thí thực á do cái lòng tốt của mình thôi, chứ còn thực tế họ không hưởng được. Bởi vì mỗi một chủng loại họ có cái loại thực phẩm của riêng họ. Thành ra cái chuyện mà cúng thí thực không có tác dụng. Trừ khi chúng ta làm phước, chúng ta hồi hướng phước, thì những hàng ngạ quỷ có khả năng hưởng được phước hồi hướng thì họ mới nhận được thôi. Còn những loại thực phẩm á, thậm chí là sư cũng không khuyến khích. Tại sao? Tại vì khi mình cúng như vậy á, họ nhìn mà họ không dùng được thì có khi là nó chỉ làm tăng thêm cái sự đau khổ cho họ thôi. Thành ra sư thì sư cũng không khuyến khích cái chuyện đó.